Gần đây thì tôi có nhận được những thông tin, những câu hỏi của anh em mới vào nghề. Đa số là đều chung một cái câu hỏi giống như là em đã làm được một thời gian rồi, khoảng 2 tháng rồi, 3 tháng rồi mà sao chưa có kết quả. Thì sau khi mà mình ngồi lại nói chuyện với những cái bạn đó thì mình nhận ra những cái điểm chung này. Rất là nhiều anh em mới vào nghề gặp những cái lỗi này. Đây là 6 lỗi mà cơ bản nhất nhưng mà cực kỳ nghiêm trọng của những anh em mới vào nghề. Nếu anh em mắc những phải những cái lỗi này thì rất là lâu có kết quả anh em nhé. Và việc lâu có kết quả như vậy sẽ làm cho anh em chán nản và không có niềm tin vào nghề nữa. Thì 6 cái sai lầm nghiêm trọng đó là gì? Thì đầu tiên đó là tất nhiên là không tập trung. Anh em làm việc không tập trung. Không tập trung ở đây đúng theo kiểu nghĩa đen và nghĩa bóng. Tức là anh em không tập trung vào cái việc là anh em còn làm hai việc. Ví dụ vậy là việc này, việc kia, bất động sản là một cái việc thứ hai. Thì cũng ok thôi, nhưng mà suy cho cùng thì cái công việc này là công việc cũng không phải dễ dàng gì. Cho nên nếu mà tập trung không hoàn toàn vào công việc và chỉ làm việc ở phân nửa thời gian thôi thì cũng lâu có kết quả, đó là chuyện bình thường. Và không tập trung ở đây còn có ý nghĩa, đó là anh em không tập trung về khu vực cũng như phân khúc. Tôi lấy ví dụ anh em ở Sài Gòn đi, thì anh em hôm nay thì nghe người ta nói là một căn ở Phú Nhuận ngon quá nên là làm phần 10 tỷ, ủa vậy thì chạy căn đó. Ngày mai thì nghe nói là một căn ở quận 3 ấy 15 tỷ cũng ngon lắm, phải chạy cái đó. Rồi ngày mốt thì nghe một căn ở quận 1 khoảng 4 tỷ, 5 tỷ ngon cũng chạy căn đó. Thì tính ra là anh em chạy tùm lum như vậy, anh em cứ thấy căn nào người ta nói ồ căn này ngon lắm, chủ cần bán lắm thì anh em cứ chạy theo như vậy. Thì vô tình là anh em bán như vậy, anh em không hiểu cái khu vực đó là rất khó tư vấn khách. Và giả sử như xem được đúng căn đó mà khách không thích ấy, thì cũng chả còn căn nào để giới thiệu nữa, đúng không nào? Đó là về khu vực. Và thứ hai phân khúc cũng vậy. Hôm nay 10 tỷ nghe nói người ta nói căn này 10 tỷ ngon lắm cũng đăng. Cái ngày mốt cái nghe nói một căn nào đó ví dụ như ở Đà Nẵng chẳng hạn, nghe nói một cái căn nào đó ở Hòa Vang đấy, một mảnh đất bự nó 150 tỷ, tính là cũng đăng. Đăng nhưng mà không hiểu gì hết. Đấy, đăng nhưng mà không hiểu là cái căn đó là như thế nào, pháp lý nó như thế nào. Vì những cái vùng đất mà vài hecta như vậy thì nó không đơn giản đâu anh em. Và những cái như vậy nó rất là phức tạp về pháp lý. Anh em không hề hiểu nhưng mà thấy người ta ở tư vấn như vậy ngon ngon rồi cũng đăng. Đăng vậy là chết. Chết anh em à. Đó là cái sai lầm thứ nhất, tức là anh em làm việc không tập trung. Cái là sai lầm thứ hai, đó là việc đăng tin. Đăng tin ở đây á nó có nhiều cái khía cạnh mà anh em đã làm sai. Ví dụ như là thứ nhất là anh em không khảo sát mà anh em đăng tin. Đấy, thì vừa rồi tôi có hỗ trợ một anh em dẫn khách xem nhà, nhưng mà anh em nó ví dụ ở Đà Nẵng này chẳng hạn, anh em nó là mặt tiền chính hữu đấy, mặt tiền chính hữu, mặc dù là cái người quảng cáo cho cái bạn đó thì nó là mặt tiền chính hữu, nhưng mà thực ra là đó là mặt tiền tương lai. Bây giờ hiện tại nó chỉ là kiệt hẻm ấy. Ở ở Đà Nẵng gọi là kiệt, ở những cái vùng khác gọi là hẻm ngõ gì đó đấy, thì có hẻm có 2 mét thôi, và bạn ấy chưa 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 đi khảo sát luôn. Và khi gặp khách vẫn tư vấn khách như bình thường, khách hỏi bây giờ hiện trạng trước nhà đường mấy mét em, bạn ấy tự tin nói là đường 10 mét rưỡi, mà mình ở đó mình chữa cháy không kịp luôn các bạn. Đấy thì cái sai lầm của bạn này đó là bạn không khảo sát mà bạn đăng tin. Đấy, như vậy rất là nguy hiểm, vì các bạn là những người môi giới bất động sản, các bạn phải hiểu về căn nhà đó, hiểu về bất động sản đó thì các bạn mới thể giới thiệu cho khách, đúng không nào? Các bạn ngay cả các bạn chưa đi khảo sát mà sao mình dạng tự tin như vậy, đó là sai lầm. Và cái sai lầm trong việc đăng tin đó nữa là một số anh em đăng tin thiếu thuyết phục quá và không hấp dẫn. Thiếu thuyết phục không hấp dẫn là gì? Ví dụ như là anh em cứ đơn giản là đang bán nhà ở đường đó rồi xong, hoặc là bán nhà kiểu nói chung chung, ví dụ như bán nhà Đà Nẵng 3 tỷ đẹp lung linh và ở ngay, ví dụ vậy. Đăng như vậy thì làm sao mà khách gọi được, người ta đâu có biết là cái căn nhà nó ở khu vực nào. Đồng ý là khi các bạn đã tin, các bạn sẽ tạo cho khách một cái sự tò mò để người ta gọi, nhưng mà tò mò ở một cái điểm nào đó. Còn bây giờ các bạn đang chung quá thì người ta không biết là cái căn nhà nó nằm thuộc khu vực nào. Ví dụ tôi đang tìm nhà ở Sơn Trà, các bạn đang như vậy, tôi đâu có biết nó ở thuộc Liên Chiểu hay không, vì Sơn Trà với Liên Chiểu nó cách nhau là vài chục cây, rất là xa, và thường mà khách muốn mua ở Sơn Trà thì không bao giờ xem nhà Sơn Trà Liên Chiểu, đó là thường như vậy các bạn nhé. Cho nên là cái sai lầm thứ hai ở đây tức là anh em bị cái khâu lỗi ở việc đăng tin là như vậy. Rồi cái sai lầm thứ ba là anh em lừa dối khách. Bây giờ anh em mới á, tôi nói với anh em á, khi mà tôi mới vào nghề làm á, cách đây gần 4 năm á, 4 năm rồi, thì cái giai đoạn đó tôi làm càng ngày càng đêm đấy, vừa khảo sát rồi đăng tin rồi dẫn khách, rồi ngay cả chủ nhật cũng làm. Chủ nhật lúc đó còn lên văn phòng sớm 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 bẩn à cũng đi làm đấy. Còn anh em bây giờ mới vào nghề mà anh em đi làm với những cái người mà đã có kinh nghiệm lâu năm rồi, và anh em thấy những người đó làm nhơi nhơi chơi chơi vậy thôi, thì anh em cũng làm chơi chơi như vậy, đó là sẽ làm chết người anh em nhé. Bởi vì sao? Bởi vì có thể là nói theo quy tắc 10.000 giờ thì cái người mà anh em chơi chơi như vậy á, là người ta đã là chuyên gia đúng nghĩa theo kiểu
chuyên gia là trên 10.000 giờ đấy, là chuyên gia đúng nghĩa trong cái lĩnh vực đó rồi. Thì người ta ngoài kiến thức, những cái kinh nghiệm của họ đã chín chắn rồi, và chưa nói người ta làm một cái trong cái thị trường đó một thời gian, người ta đã hiểu thị trường đó, hiểu giá khu vực đó, thì người ta làm việc như vậy lúc này là cái thời gian người ta làm việc ít lại, bởi vì đơn giản là kinh nghiệm và kiến thức người ta có rồi. Còn các bạn là các bạn mới vào nghề mà các bạn làm y chang như vậy thì chắc chắn các bạn sẽ không có kết quả. Bây giờ khách gọi đi, lừa dẫn khách đúng không? Bây giờ cái trời đang mưa, cái xong cái làm biến, khách gọi là không muốn dẫn. Nhưng mà các bạn hãy nên nhớ, những cái khách á, mà gọi lúc trời mưa, đặc biệt là mưa to mà vẫn muốn đi xem á, thì là khách cực kỳ nét. Bởi vì nếu như mà không phải khách mà không có thực sự mua nhà thì người ta từ từ coi cũng được, ngày trời nắng coi ai điên khùng như trời mưa như thế này đang mưa mà đi coi, đúng không ạ? Đấy, thì đặt mình tâm lý khách hàng cũng như vậy. Và khi mà khách hàng muốn đi xem trong cái lúc trời mưa như thế này thì các bạn cực kỳ phải chăm khách này và phải đi dẫn khách này và cố gắng là làm việc với họ, bởi vì họ rất là nét. Đấy, và một số anh em là buổi tối cũng vậy, thường nói là tôi là buổi tối là tôi phải dành cho gia đình này nọ, đồng ý, mình là người có gia đình và mình chưa có con, nhưng mà mình cũng hiểu là một số anh em là có gia đình có con thì cái giờ khoảng thời gian tối là sẽ dành cho con cái gia đình, mình hiểu trân trọng điều đó. Nhưng thế nhưng đối với những anh em mới vào nghề thì những cái việc như vậy rất là khó anh em nhé. Mới vào nghề anh em có khách gọi thì đó là một điều may mắn lắm rồi, một điều vui mừng lắm rồi. Mà nói là ban đêm tôi phải ở nhà với vợ con, tôi chỉ làm việc đúng 8 tiếng như vậy thì anh em rất là khó làm nghề trong cái nghề sale nói chung và cái nghề môi giới bất động sản nói riêng. Anh em phải những cái lúc trời tối như vậy khách xem á, thì làm một lần nữa có thể là khách nét, bởi vì ban ngày thường như vậy, khách ban ngày người ta họ đi làm, ban đêm người ta mới có thời gian rảnh và người ta mới đi xem nhà được. Thì lúc này những cái khách như vậy là khách tiềm năng và anh em phải chịu khó. Nếu mà đã bước vào cái nghề này rồi thì anh em phải chịu khó phân công công việc hoặc là những cái khoảng thời gian với cái gia đình, với vợ mình hoặc là con mình như thế nào. Có thể là thay vì ban ngày, ban đêm dành thời gian thì có thể dành khoảng thời gian khác. Đó là tùy điều kiện của mỗi gia đình. Nhưng đã xác định làm cái nghề này thì anh em phải nhớ khách gọi lúc nào mình có thể sẵn sàng đi lúc đó. Tất nhiên là đừng có, đôi khi nó rất là khó nhưng mà hãy cố gắng các bạn nhé. Có đừng có lười biếng, đừng có lừa dặn khách. Đó là cái sai lầm thứ ba của anh em mới, đó là lừa dặn khách. Hãy cố gắng dẫn khách mọi lúc mọi nơi, thứ bảy chủ nhật ban đêm ban ngày gì cũng dẫn anh em nhé. Và cái thứ tư, sai lầm thứ tư của một số anh em nữa, đó là lười chăm khách. Đó là sao? Tôi thấy một số anh em rất là nhiều, người có rất là nhiều khách đấy, đăng tiền khách qua trời khách gọi nhưng mà sao vẫn không chốt, lạ ghê. Thì mình nghĩ có khi nào người này đăng tiếng ảo không ta, vì đăng tiếng ảo thì gặp khách ảo không chốt, nhưng mà mình xem lại thì cũng đăng thật chứ không có ảo nhưng mà không có chốt đó. Sau một thời gian thì mình nhận ra là cái người này là sau khi mà dẫn khách xem lần đầu tiên về xong rồi quăng đó, là không chăm không gì hết, không hỏi thăm là anh như thế nào, tình hình anh như thế nào đấy. Thì như vậy là thấy có hiệu quả không các bạn? Vì thế các bạn có thấy cái hiệu quả không ạ? Tất nhiên là không rồi đúng không? Vì khách xem á, những cái người đó thật ra là cũng có chốt một hai vụ, nhưng mà chốt theo cái kiểu may mắn, các bạn hiểu không? Tức là may mắn, tức là khi mà khách đã đủ độ chín rồi, người ta xem thị trường mệt mỏi rồi, và cái ngày hôm đó người ta xem và người ta trúng y cái thời điểm là người ta muốn mua đấy, và người ta sẵn tiền và người ta đã biết hết thị trường là trúng cái căn tốt thì người ta mua ngay, thì đó là được chốt được cái đó. Còn nếu mà gọi đúng theo cái tiêu chuẩn mà theo cái chuẩn bài của nó thì là chắc chắn rất là khó có kết quả nếu như anh em dẫn một lần thôi. Đấy, anh em dẫn là về xong từ từ là lúc nào chăm khách, hỏi thăm khách xem là những cái căn nhà đó mình dẫn đã ok chưa. Có thể là trong cái thời điểm đó họ nói với mình họ thích, nhưng họ về thì họ bàn với gia đình như thế nào đó, rồi họ còn những điều lăn tăn. Thì có một cái quy tắc cho anh em, đó là hãy luôn nhớ là sau 24 giờ, trong vòng 24 giờ kể từ khi dẫn khách, thì anh em bắt buộc phải liên hệ lại với khách. Để thứ nhất là khách còn nhớ mình là ai, vì người ta đi với rất nhiều môi giới người ta không nhớ đâu. Và thứ hai nữa, để cũng biết khách như thế nào. Nếu mà căn đó thời điểm đó họ nói thích nhưng họ về nhà họ bàn lại họ thấy chưa ok, thì các anh chị em phải đi dẫn họ xem những căn khác nữa. Đấy, hãy chăm khách, cố gắng chăm khách nhé, đừng có lười chăm khách nhé. Dẫn khách xong rồi về quan đó thì cũng như không mà, và rất là lâu có kết quả. Đó là cái sai lầm thứ tư. Và cái sai lầm thứ năm, đó là khi mà anh em bắt đầu đã có khách thích rồi đúng không, hay là có khách có dấu hiệu trả giá này nọ rồi, anh em cứ âm thầm làm một mình. Đấy, thì những anh em mới vào nghề mà làm như vậy rất là nguy hiểm. Bởi vì thật ra là nếu mà anh em làm môi giới tự do á, thì đi vào nghề anh em cũng nên có một cái sư phụ, một người sư phụ, một người đi trước, người đã hướng dẫn cho mình, giúp đỡ cho mình. Hoặc là nếu mà không có thì anh em hãy làm cho một công ty nào đó, công ty môi giới bất động sản nào đó, thì người ta sẽ có những công ty là người ta đào tạo miễn phí luôn đấy, miễn phí tất tật tật, và vào thì có những nhiều người giúp đỡ lắm.
thì những người đi trước giúp đỡ, tại vì nó gắn liền với lợi ích của họ mà. Thật ra là khi mà các bạn chốt thì đồng ý là các bạn làm môi giới tự do, có thể bạn hưởng 1% trọn vẹn, hoặc là các bạn cũng có thể kết hợp với những môi giới khác, nhưng mà môi giới khác thì chia 50-50 thì cũng vào đó thôi, thì cũng như nhau thôi đấy. Và thật ra là khi các bạn mới vào nghề, các bạn làm môi giới tự do, thậm chí các bạn không có nguồn hàng nữa, cùng lắm các bạn có được vài ba căn người quen gửi, nhưng mà ở đây nó đấy câu chuyện cả 100 căn, cả 1000 căn rồi, có khi là còn khó chốt nữa, đừng có nói là 1-2 căn đấy. Thì lựa chọn làm môi giới tự do hay là môi giới công ty thì tùy các bạn đấy. Tuy nhiên là hay luôn có người, một cái người gọi là sư phụ mình, có người đỡ đầu cho mình. Và khi mà anh em đã có dấu hiệu khách thích hay là khách trả giá rồi thì hãy tham vấn những người này, thậm chí là những từng câu nói, từng cử chỉ này nọ của mình ấy, từng cái câu trả lời của mình đối với khách hàng đi tin nhắn ấy, thì cũng hãy nhờ những người này tham vấn đấy. Người tham vấn là khách hàng hỏi như thế nào mình trả lời như thế nào, vì các bạn mới vào nghề các bạn chưa biết gì đâu, mình đảm bảo các bạn về check quy hoạch rồi thông tin này nọ tất tần tật, những cái câu nói như thế nào để tránh mất lòng khách, các bạn trả lời không khéo là mất khách. Lúc này rất là giống như là các bạn đã đi được khoảng 50-60% quãng đường rồi đấy. Thì lúc này mà nếu mà để lỡ mất khách hay là một câu nói sai thôi, khách bỏ đi thì rất là phí. Thì hãy tham vấn những người này, đừng có âm thầm làm một mình các bạn nhé. Các bạn làm một mình rất là dễ mất khách. Và nhiều người anh em mình nói thà không biết gì hết á, có nhiều anh em mình thà không biết gì hết, hỏi bảo gì làm nấy thì ok. Còn biết mà biết lỡ dở nó mệt lắm anh em. Thật ra là biết mà biết lỡ dở nó là biết lỡ dở mà nghĩ là mình biết tất là mệt lắm đấy. Mình không biết thì mình hỏi, thậm chí là những cái câu mình có những cái bạn nhờ mình hỗ trợ không biết gì hỏi là mình cái này trả lời như thế nào, thì mình giúp các bạn lấy là soạn tin nhắn, thì các bạn chỉ việc copy gửi lại cho khách thôi. Thì đấy, cũng như vậy mà đi đến vụ chốt. Còn hơn có những người mà người ta cứ nghĩ là người ta biết tất, người ta không hỏi gì hết và người ta bắt đầu làm theo ý người ta thì rất là khó chốt anh em nhé, mặc dù anh đây người ta rất là non kinh nghiệm. Đó là cái sai lầm thứ 5. Và cái sai lầm thứ 6 cũng là sai lầm nghiêm trọng nhất, và mình nghĩ là rất nhiều anh em môi giới mới vào nghề là bị cái lỗi này. Đó là quá tin tưởng ở khách, cũng như là quá tin tưởng ở chủ. Quá tin tưởng ở khách tức là như thế nào? Tức là khi mà tương tác với khách đấy đúng không? Thì khách bắt đầu là bắt đầu nói là gửi hết thông tin cho anh, địa chỉ này nọ, anh thì anh làm việc rất là uy tín, trước giờ là anh không có làm ba cái chuyện đó đâu. Đây bắt đầu là gửi hết thông tin cho khách, rồi từ đó là người ta mất hút luôn. Thậm chí là khóa cái Zalo của bạn luôn, bạn gọi không được luôn. Người ta nhắn tin Zalo cho bạn nhưng người ta đâu có gọi đúng không? Thì lúc này các bạn gửi thông tin hết xong là tiếng trước tiếng sau ngọt ngào có thông tin xong khóa, mình bị rồi, mình từng bị rồi, mình biết. Và đó rất là ngọt ngào, đang nói chuyện bình thường khóa luôn, từ đó đi không liên lạc được, nhắn tin cũng không được. Các bạn đâu biết số điện thoại đâu mà gọi. Hay là các bạn biết số điện thoại của bạn là khóa số các bạn lấy khóa số khác mà gọi được. Cái này Zalo làm sao biết mà gọi, đúng không nào? Cũng như là cho dù số điện thoại nữa thì người ta cũng khóa số các bạn cũng chịu thôi. Và một số anh em khách, những khách mà mình không nói, mình không đánh đồng. Tuy nhiên là có một số anh em cũng rất là non mới vào nghề, là những cái khách mà ở miền Bắc, Hà Nội đồ hay vô mình đang làm thị trường Đà Nẵng, vào đây là khen cô chú sẽ nhận con làm con nuôi, rồi cô chú mở kinh doanh ở đây con quản lý, rồi tất tần tật ABC. Thì thật ra là mình đã cảm nhận cái việc này, mình đã gặp cách đây là năm 2009 thì phải. Cái thời điểm đó khi mình từng làm nhân viên trong quán cà phê, và những cái người mà chủ ở đó cũng hứa hẹn như vậy, cũng y như vậy. Sau này mình nghĩ lại mình thấy là ngây thơ quá. Thật ra mình có gì cho người ta, giá trị cho người ta đâu, đừng có nói về giá trị tinh thần hoặc chất gì, người ta cũng có đầy hết rồi đấy. Đừng nói là người ta vì thiếu con trai thiếu con gái này, người ta của mình thì có thể có, nhưng mà đa số là họ gặp với một môi giới nào họ cũng như kiểu gọi là treo cục mỡ như vậy. Và cái người môi giới như vậy tin tưởng hết lòng luôn, và tất tần tật bảo gửi thông tin thì gửi hết, bảo đi làm giá làm hết, tất tần tật xong không mua rồi thôi, người ta về thôi chứ bây giờ làm gì được người ta. Tất cả người ta hứa các bạn ấy, người ta có ghi trên giấy này nào không? Không giấy, không tờ, không gì hết. Người ta chỉ hứa vậy thôi. Và đó là chính vì các bạn quá tin tưởng khách hàng. Và người ta bảo các bạn đi làm giá cái nhà đó đi, được cái giá đó thì người ta mua, ví dụ vậy. Thì các bạn nghĩ là người ta rất là trung thành. Thật ra là người ta nói với các bạn, người ta nói với 10 môi giới khác cũng y chang như vậy. Đứa nào làm được giá đó ta mua. Là đứa nào cũng treo cục mỡ, đứa nào cũng là cô nhận con là con nuôi, rồi cô có dự án này cần cho con này nọ. Đấy, không có đâu các bạn. Thật sự. Và quá tin chủ cũng vậy. Nhiều chủ nhà là hứa hẹn này nọ, hứa tùm lum tà la, đến bị sao là khi mà dẫn khách ấy rồi á, bị sao gọi lại con là ai, cô có biết con đâu. Trời ơi, thật ra là mình làm cái nghề này mình gặp hết rồi các bạn.
tiếng trước tiếng sau, ở trước là cần ví dụ như người thuê nhà hay người mua nhà, alo con hả, sau này lâu nay sao rồi con, khách khứa sao không thấy này nọ, ngày nào cũng gọi hai vài ba cuộc vậy, chứ đến khi có khách thích rồi chạy tới, ủa con hả, cô biết con là ai đâu này nọ, có đấy, lật mặt như trở bàn tay đó bạn, có nhưng mà không đâu, mình từng gặp rồi. Cho nên là đối với những cái anh em môi giới á, cái lỗi này cũng khá là nghiêm trọng, và thật ra là mình cũng hiểu thôi, mình bản thân mình mới vào nghề mình cũng bị giống như các bạn, tức là mình quá tin tưởng. Bây giờ thì không phải là mình mất niềm tin vào tất cả những cái người trong thiên hạ, không phải là như vậy, nhưng mình đã có những cái cách nhìn sâu sắc hơn về con người. Vậy bây giờ tại vì mình tiếp xúc với những cái khách hàng trăm tỷ nghìn tỷ rồi, cũng sẽ tiếp xúc với những cái hạng người thấp, giống như là tiểu nhân ở trong xã hội rồi, cho nên là bây giờ nhìn con người như thế nào, người ta nói vài ba câu hay là người ta tiếp xúc một thời gian là mình sẽ biết được họ là kiểu người như thế nào rồi. Còn đối với những anh em mới vào nghề thì có thể là chưa, mình không nói là kinh nghiệm là tuổi đời sống hay là như thế nào các bạn nhé, cái này là không liên quan. Mình nói mình có thể là mình làm lâu hơn các bạn trong cái nghề này, thì ở trong cái nghề này mình đã có thể cảm nhận được, ví dụ nhìn nói vài câu là biết ai là môi giới hay là không đấy đấy. Còn một số anh em mới vào nghề thì chưa, có thể là chưa đấy. Thì trên đây là 6 cái sai lầm nghiêm trọng đối với những anh em mới vào nghề, đặc biệt là cái thứ sáu á, anh em lưu ý nhé, anh em nếu mà chưa nhớ thì hãy xem lại một lần nữa để xem là mình mắc một trong những cái lỗi nào, mình hãy cố gắng sửa ở những cái lỗi đó anh em nhé. Ví dụ như là và cái lỗi đăng tin chẳng hạn, anh em có thể xem lại cái video đăng tin siêu hiệu quả của mình có làm 3 phần video, về 3 phần mình sẽ để ở trong cái video ở góc cuối màn hình này đấy, thì anh em hãy xem lại. Ví dụ cái việc khâu của mình là lỗi đăng tin thì mình hãy để đăng tin, hoặc là chăm sóc khách thì mình cũng có video làm về chăm sóc khách, anh em hãy cố gắng xem hết lại anh em nhé, để cải thiện của mình cái kỹ năng cho mình. Chúc anh em từ giờ đến cuối năm này để chốt 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 liên tục tì để có tiền tiêu Tết anh em nhé. Hẹn anh em ở video tiếp theo, bye bye.